hiện ra chuyện động trời, cái mắt kiến gì mà cận dữ vậy? Đây, phát hiện ra chuyện động trời. Đây nè, xài tốt điện thoại anh ơi. Anh trợ lý cho anh Quang thì anh phải... Đâu, ốc mới rồi nè. Ốc đó dùng rồi, ốc đó là phần 6 mà. Nhưng mà anh giữ đi làm cái gì? Xài có ốc điện thoại mà dày nè. Ôi nè, trời ơi. Rất hồn quá Trâm. Cái này băng keo dán vú của anh. Cái gì mà băng keo dán vú? Âm thanh cho. Đây đây. Nếu mọi người đây là cái gì? Cái này là gì? Băng keo dán vú. Trời ơi, cái vụ dán vú ở đây nữa hả trời? Mẹ thì thấy gì á? Mà cái áo này thì dán vú, kia là vú đi. Anh lấy cái này để làm cái gì vậy? Hả? Này ai vậy? Em nghe mùi hương của con nào? Đi quay, không có quay, lo ngủ không à. Cho nên á, mình sẽ lấy đồ vào mình giấu. Để coi cái đồ anh Quang trong đây là gì nha. Lấy nước sao? Dạ, xin phép mọi người em xin được lục đồ anh Quang. Đưa nước sao, nước sao? Anh Quang đi quay. Mà anh Quang toàn đem đồ đọc lạ mà mọi người ơi. Một chiếc dây lịch eo gì? Một chiếc dây lịch này là mấy chục triệu. Bây giờ mình sẽ đem mình giấu để cho con tìm chơi. Đó, dây lịch em gì cho anh Quang nè. Ủa đeo sao ta? Chết cha rồi, lúa quá không biết đeo dây lịch kéo đường. Em gì sao? Em gì đúng chưa? Xin lỗi nhỉ? Chế độ ăn nè, chế độ ăn lành mạnh không kiêng đường thì mới là anh Quang nè. Vì là cái này phải đổi ra. Đồ anh Quang. Mai quá thơm, ông này cũng kỹ lắm, mọi người anh Quang cũng kỹ lắm, anh xài dầu thơm á là muốn hết cái chai rồi. Rồi bây giờ mình đi lên. Cái này hư rồi mà tiếc làm cái gì nữa mà không dục đi. Bây giờ em mà để nè. Cái phòng khách đi. Rồi mấy cái khác của ổng mình không có lục, mình không dám lục. Rồi cái chuyện gì đây chứ? Thì lấy cái nước xong cho thầy. Trời, cái gì vậy? Con có nhận ra bà không? Con đi quay con ngủ dữ vậy con? Hả? Anh là nhận ngủ dữ vậy? Cái gì cái ốp điện thoại nè mọi người? Phát hiện ra chuyện động trời, cái mắt kiến gì mà cận dữ vậy? Đây, phát hiện ra chuyện động trời. Đây nè, xài cái ốp điện thoại anh ơi. Anh trợ lý cho anh Quang thì anh phải... Đâu, ốc mới rồi nè. Ốc đó dùng rồi, ốc đó là phần 6 mà. Nhưng mà anh giữ đi làm cái gì? Xài có ốc điện thoại mà dày nè. Ôi nè, trời ơi. Rất hồn luôn á Trâm. Cái này băng keo dán vú của anh. Cái gì mà băng keo dán vú? Âm thanh cho. Đây đây. Nếu mọi người đây là cái gì? Cái này là gì? Băng keo dán vú. Trời ơi, cái vụ dán vú ở đây nữa hả trời? Mẹ thì thấy gì á? Mà cái áo này thì dán vú, kia là vú đi. Anh lấy cái này để làm cái gì vậy? Hả? Này ai vậy? Em nghe mùi hương của con nào? Đâu có hồn, hồn như chết. Mùi của mình. Em nghe xong được dây lịch rồi. Trời ơi, cái gì vậy?
Em biết cái bụng của anh nó bự cỡ nào rồi. Anh có 90 à? 90? Hả? Em có 65 à. Trời ơi. Ủa, em lấy đâu vậy? Lấy trong giỏ anh nó, em lấy đồ cho mọi. Em lục rồi, cái gì mà bao cao su à. Thôi anh bay nè. Em nhìn thấy mà em không dám lấy ra. Lấy ra sổ khán giả người ta chửi. Ủa, sợ làm gì có cái nào. Bây giờ anh cái gì, giờ khám phá giỏ của anh Quang nè mọi người. Thôi được, khám phá. Nè, đầu tiên là cái dây nịch này để con anh Quang đi qua. Anh Quang đi bao nhiêu món đồ theo nha. Giống như anh chị mang thuốc đây nè. Cái này là tăng cường sinh lý hả? Ủa, thấy không? Tăng cường sinh lý nè. Trâm ơi, em phải cứ lấy cái này kia. Cái này là lại tăng cường sinh lý nữa. Cái gì mà tăng cường sinh lý không thấy. Trong này có cái gì không đó. Quần lót quần đồ đó. Hồi nãy em quay hết rồi. Thấy không? Hỏi là anh đi, có phải là em đem sinh viên mới đem lên em mới lấy được cái này ra. Em thấy anh đầu không? Trời đất ơi. Ác đặt với tôi quá. Anh nói cái gì vậy? Hả? Cái gì muốn tùm lum vậy? Cái gì mà ông chúa nữa hả? Không vậy. Rất. Cái gì? Không đỏ. Vitamin C. Tội nghiệp á. Tội bệnh. Bậy hết sức. Trời ơi, không có cái gì hết mọi người ơi. Tiền túi, không có. Túi là túi eo gì nha. Để coi thử. Ở bên trong. Trời ơi, có cái quần chịp áo gì. Không bà. Chị, anh làm gì vậy? Áo quần đi quá. Anh làm giống như anh em mình thân quá rồi. Em thấy hết rồi, chứ không thấy đâu mà. Không có cái gì là tiền. Thì đâu lấy tiền đó. Ủa, nước biển hả? Cái này là cái gì vậy? Ờ, đã quên á. Anh có mang mà anh quên. Cái dưỡng. Trời ơi. Không có gì hết trơn á. Cái túi này thấy quen quen nè. Có đi quá. Gì nữa vậy? Khẩu trang. Đừng khẩu trang eo gì. Anh ơi, dành lộn hồi cái túi eo gì nó đắt bây giờ. Không có đắt đâu. Em biết là lục đồ của người khác thì rất là kỳ. Nhưng mà của anh Quang thì mình phải tìm hiểu nha mọi người. Chứ không phải kêu trò kêu bà này có lịch sử quá nào mà. Anh bị khẩu trang chi ảnh nó chuyện gì. Ui, em thấy cái vùng sợi dương nha. Bậy, trời đất ơi. Thiệt luôn á, có thiệt. Kia lại hết. Thiệt mèo nó nằm đây nè. Trâm nên được có phát nè. Dạ sao nói cùng. Anh đang ngủ ngon hơn, tưởng mở ra hết hồn quá trời. Tưởng mong ai hả? Ờ không, hiểu tưởng ma không. Trời, ông tưởng tôi là ma. Thì mở ra hết hồn luôn. Làm gì vậy? Cứ dòm dòm nó giám sóc rồi vậy. Cái gì hả? Anh dòm dòm cái gì vậy? Tiền kìa. Khán giả kêu là hôm bữa coi cái clip phân con xanh xanh kêu là anh Quang là anh gì lơ em về đó. Coi lại mới thiệt y chang luôn đó. Lơ luôn anh, cho anh coi lại đi, anh lơ đẹp em luôn đó. Bữa đi con xanh xanh thì anh không thấy em đúng không anh, hôm đó anh muốn xỉu anh bị gì vậy Quang, bữa đó em với anh còn chụp hình với nhau nhưng mà bữa đó anh lơ luôn, chụp thì chụp nhưng mà em năn nỉ anh không mà anh lơ luôn. Anh mệt, anh đi giải thích với mọi người đi cho mọi người nói cái trò thầy Thiên Quang lập quá. Hôm đó là anh bị bệnh muốn xỉu, về nhà ói mửa mấy anh nhắn tên đó. Anh đứng đó, anh đứng phải vào phòng vấn là muốn xỉu ngay tại chỗ luôn á. Chân đứng chung vậy nè. Anh mặt muốn chết. Giờ anh về nhà không nổi ngồi dưới. Giờ làm gì nôn, chỉ cực lại anh lấy em lấy làm gì. Đi đây, mượn đi, em coi thử, sai gì. Em ngoan mượn sai XL. Còn lại nguy hiểm đó thì đang ngủ mà. Thiệt tình. Anh Quang lộ, anh Quang còn xe ép chứ lộ, anh Quang không có mong. Không, xe mờ. Không. Đâu coi nữa. Ông gì? Ai mà lôi nó ra làm gì? Thôi ai biết được, lỡ tay lôi ra chắc là hơi cái quần màu cam để nhà rồi đó. Phải, quần cam bạn mình mới mặc ra. Mới mặc ra không? Màu cam. Ghê quá, ai vậy anh chặt xuống cái gì vậy trời. Ủa bữa lơ thì hả? Ừ. Anh mệt cũng chiếc luôn á. Bữa lơ luôn mà về nhà. Có một cái cảnh mà dính ngay từ cái bánh rớt đi chụp hình á. Cái em bán qua chụp hình, em mới vừa qua tay anh nhận cái. Không quay mặt anh đi rồi không à. Chắc anh không nghe luôn á. Anh không biết luôn. Anh cũng không có gì lý đâu, tự nhiên khán giả mình dùng lại cái. Em vô em coi kể cái gì. Không biết luôn. Hôm đó anh mệt khi mà nhắn tin kêu về trước mọi người không cho về chứ ngồi luôn. Mà ngồi nghe cái mấy ảnh đó. Lúc mà đứng mà lúc mà hỏi anh Thành á. Đúng kia đương là muốn xỉu luôn, tráng của anh không cho nổi. Sao tối vậy? Ủa? Giờ còn vẫn còn mệt nè.
đi tung tăng nữa mà. Sao bệnh hoài vậy đó? Biết từ lúc sụp luôn á. Vừa rồi lên Đà Lạt, ở Lộc mới hôm qua mới nói lại ở cái phòng bình thường. Mới bể điện thoại nên mới kêu đi dán đó. Mới dán thì nữa nè. Họ nhóm mới dán thì về đó. Mới đi dán luôn á. Anh để hình con nhỏ nào ở đây nè mọi người ơi. Mọi người muốn tiết lộ một bồ quên quang không? Để khỏi tò mò nữa, đây là bồ quên quang. Thấy không? Đây không? Lên. Trời ơi, một nồi tin nhắn luôn, Shopee rồi gì, anh mua gì trên Shopee vậy? Hả? Anh mua gì trên Shopee, một nồi tin nhắn Shopee vậy? Mua con cọp để lấy trên xe à. Chút này lên Shopee mua đồ hoài thôi. Nữ hoàng Shopee. Mới mua nè. Đâu? Cái người là cái này nó ngán hề không? Bao nhiêu tiền hả? Cái gì có 65 ngàn? Ừ. Nó rẻ vậy? Mới hỏi mà 200 ngàn. Nhưng mà xịn không? Ai biết đâu, mua giờ mới biết. Mua lỡ mua về nó ấy mình thì sao? Thế là được giải thưởng nữa. Ủa hôm nay anh quay gì vậy? Bạn định mua tao phải không? Hôm qua em quay rồi. Nhưng mà em nói hôm qua em quay tới 2 giờ sáng luôn. Nói nhà cực lắm nha. Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Rồi bữa nay đi đổi một mát rồi. Trời hôm qua em quay mà trời cắt bắt còn ăn. Thì vậy đó. Ủa sao tức mấy bữa mình có 2 tiếng rồi đó? Không, đúng rồi bữa nay quay trễ đúng rồi. Ngày nào cũng trễ, hôm qua em trễ tới em quay tới 2 giờ sáng luôn. Mấy giờ quay? Mấy giờ quay? Hẹn em 8 giờ. 8 giờ xong rồi giờ 9 giờ xong 9:30 10 giờ 10:30 1 giờ chơi về nhà chừng nào ấy được gọi em thôi. Ừ nhà anh tại của nó gần mà, nó kêu thôi để anh quay nó đi mấy giờ quay hẹn mấy giờ. 7 giờ bây giờ hẹn này tiếng là 8 giờ thì anh hẹn 7 giờ để anh quay đi nè. Ở đây anh đi về luôn hả? Anh mới xong ở trên Bảo Lộc là lúc 9:10 nhưng mà nãy anh đi đáp phải không? Đang lái xe anh chạy về nhà tới Sài Gòn là 1:00 nghe anh nói lái xe được rồi họ đi qua Giang về tiếp anh cho em về nha Quang. Rồi đúng rồi, chị đến đó. Anh gọi cho nó kêu trên về nhà thì nằm ở quay trên đường. Chưa là có số 8 giờ. Không anh chọn số 7 giờ. Là có số 9 giờ nữa. Ừ vậy cái số quen mà số cuối hôm qua nó chơi bằng chập luôn. Chơi thì mấy bữa bữa nay chơi tao chơi tại Bảo Lộc không mà. Hai đội nhà luôn giống như quýnh lộn nha, cái sân khấu vậy đó. Mấy bữa là chơi ấy con bóng này kia. Ừ vui. Hồi ráng chơi đi. Ủa sao em mà biết chạy là em kêu ổng chơi em chơi với anh rồi. À ổng hỏi em ngày hôm nay em kêu em trật lịch. Mới đầu là cũng kêu là anh năm nay sao cái kia kẹt không, cuối cùng nó kêu không có, anh có kêu là có buổi chiều hay không. Dạ là em cũng kêu là hôm nay em chơi không là để chơi chung nha là vui rồi. Trời ơi tức quá. Tức ơi là tức luôn á. Luôn quá trời. Dạ em tưởng anh khen em anh đó hả? Dạ em là cơ biết mà cảm ơn anh mười mấy năm vẫn vậy. À em đang live stream bán hàng đó hả? Dạ không. Sao tưởng đâu có anh để chị Trang xuống đi, anh muốn nói gì với em cũng được, chị Trang không nghe anh không có gì để nói vậy cả mười mấy năm rồi. Anh tại sao nãy anh không có được hả? Đâu có đâu. Anh ai vậy? Hỏi này nè. Dạ. Em đi qua em chặt diễn viên đem đồ gì? Nó to lên. Em không có dặn. Hôm nay em qua nè em không có dặn đồ. Em đi dặn. Qua nè. Dặn đồ đem tới đồ lót nữa hả? Ông đem 3 bộ đồ lót. Anh nè. Tôi nè. Anh nói nghe nè vậy tôi về nhà đi chừng nào mà gần tới là chừng gọi cho Quang nửa tiếng là Quang lên. Không chợt. Ơi. Qua mất tiếp rồi, Qua mất tiếp rồi. Không có vậy Trâm muốn quay nữa kìa. Ủa sao anh Trực không mời em bữa nay vậy anh Trực? Tự nhiên chơi với em với anh Quang chơi chung với nhau tự nhiên. Ủa tưởng là có ở trong chiếc ghế. Tự nhiên. Vậy mời cái khác đi, mời xôi khác đi. Cái nào? Ok. Cứ năm vui nhộn mà, ngày mấy quay ba? Ngày 21. Em mất gì vậy? 22 mới về Sài Gòn. Em mất đi đâu? Ở trên mở. 21 không quan kẹt rồi nha, vậy thôi mời nam khác giùm em nha. 22 tôi về Sài Gòn. Không phải. Hôm nay quay ban ngày đi. Hay. Ban đêm cũng được. Ban đêm em quay cái hôm tôi vẽ rồi. Sáng. 2:30 kìa. Ôi 2:30 lỡ chơi trễ quá không kịp giờ của em đi. Tôi có đến nhanh không vậy? Giờ 23. 23. Em buổi sáng em sáng với em sáng 22 kìa em với anh Quang quay sớm trước đi. Sáng anh về anh quay đi chung dẫn. Mấy giờ anh có xong? 10 giờ sáng. Phút hả? 10 giờ sáng với mấy giờ anh? Tôi làm gì chịu? 10 giờ sáng với 11 giờ 30.
11 giờ 30 kìa, được không? 11 giờ chưa, quay lâu không? Quay tầm khoảng 2 tiếng. 2 tiếng hả? Đó, có 2 tiếng kìa. Ok, để tôi ấy lịch lại, tôi chết lịch lại, tôi báo anh liền. 22 đúng không? Ừ. Thay 2 tôi về Sài Gòn, 21 tôi còn chưa bảo lọc. 11 giờ 30 thì chắc chắn là 12 giờ, hôm nay thì 12 giờ. Ok, để tôi báo anh. Quay chung đi, em nhanh quay chung. Để anh gọi lên đó, 22 giờ nó giống gì. Mệt ghê luôn á, thấy chưa? Mình phải có nhiều chương trình quay chung với nhau để xuất hiện YouTube với nhau, để người ta chửi. Ai chửi nữa? Khán giả người ta kêu em nhanh cặt mặt nhau. Cặt đâu cặt tiền. Rồi cái gì mà cơm không ngọt, canh không lành, lộn cơm không lành, canh không ngọt. Khổ ghê luôn. Thấy không? Ơi. Ông mời xô mà ông cũng mời, ông mời xô chú Đôn. Ủa, không, anh Đôn đúng rồi. Chết cha. Anh Đôn cô lấy. Ừ, chú Đôn, còn này là anh Đôn kia. Ở đây tôi bệnh, tôi ăn không được nhiều đâu nha mọi người. Alo anh. Ủa anh ơi, ủa anh sao vậy? Ủa, ngày 22. Ô hô. Anh, em đây. Ngày 22, ngày 22 mình quay gì vậy anh? Hỏi chứ không. Anh lại em, vì cũng mua nhỏ anh trên Facebook. Ơ anh trên YouTube rồi. Không phải chân chân nó đang lục chỏ em bùi gót cái này kia không biết cũng bùi. Ủa anh, ngày 22 quay gì vậy? 22 quay gì vậy? Tức quá. Ủa nhà khách hàng á. À em có mấy cái ta? 5 ngày, 3 đêm. Anh tính cho em quay buổi chiều hả? Không, em tính vào buổi sáng, tại vì em buổi trưa em có cái... Hả? Thì em quay lại được không? Tại vì buổi sáng em lên quay xong rồi cái em quay lại được không? Tại vì em buổi... Không phải, tại vì buổi trưa em có... Em dính cái game 2 tiếng à, em quay game có 2 tiếng à. Rồi mà 1 rưỡi đến chừng tới 2 bây giờ em quay lại rồi. Nha, cho em quay đầu từ sáng nha. Ừ, dạ dạ. Được đó. Dạ. Thì 12 giờ mình mới quay mà đúng không anh? Mất lúc sẵn rồi thì lên 12 giờ quay thôi. Thì anh quay khi bữa ban ngày xong anh qua quay game với em, xong anh quay ngược lại anh quay đêm người ta ba cái luôn. Đó. Thì em lên em quay xong này anh chạy qua em quay chứ vui vẻ luôn. Vui vẻ buổi tối đúng không? Sau 5 giờ. Là 5 giờ. Em quay vừa, anh quay từ quận 2 nè. Em không biết cứ vui vẻ quay đâu nữa. Chưa biết quay phim trường nào. Cứ vui vẻ lúc cũng gặp ta. Em quay chưa? Chưa biết cái trường. À, ngay cầu Tham Lương luôn. Của hãng nào? Đông Tây. Thôi để em hỏi đi cho chắc. Đông Tây. Tức quá mọi người. Nãy giờ 10 phút rồi đó, hết rồi. Thôi đừng có rác ra. Không có được rồi. Cái vỏ này càng là rác. Ừ mà tự nhiên mình đi coi quần xì quá không chị chị. Em đâu có coi cái đó. Cho khán giả khám phá anh đi quay anh đem những gì. Tại sao em đi quay em dám cho mọi người coi. Dám cho mọi người nè, coi. Nè đi quay thì mọi người thấy là sẽ ăn nước rồi thấy không? Chán ghê luôn. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Quay mọi người biết là cảm giác quen cùng chơi với nhau nha. Chứ đừng mệt ghê luôn. Bye bye. Xin mời nhìn chỗ thẳng chứ.